Chào mừng tất cả mọi người trở lại với kênh của chị Da Đen. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với tất cả mọi người một cái món mà tất cả mọi người có lẽ sẽ rất là thích nếu như ai có gu ăn cá khô. Thì ngày hôm nay món mà chị Da Đen làm đó chính là món cá nhồng một nắng, được chị Da Đen trực tiếp đi chợ vào buổi sáng lựa mua khi mà người ta vừa mới đánh bắt lên, và sau đó về nhà xẻ ra, và chị Da Đen đã tự làm cái cách nêm nếm và có ớt để có thể ướp vô cá nhồng và đem phơi. Thì chị Da Đen là một cái người rất là yêu thích về ẩm thực, cho nên thành ra khi chị làm chị rất là kỹ lưỡng, cũng như là phải bằng cái tinh thần của một cái người chuyên nấu ăn, cho nên thành ra thấy những cái món nào ngon của đặc sản ở nơi đó thì chị Da Đen thường là hay chế biến cái món đó và chia sẻ lại với những người mà yêu thích ẩm thực. Thì trong tất cả những cái loại cá mà ở Phú Quốc mà sau khi chúng tôi ăn xong thì thấy là có cá nhồng là nó phù hợp với lại cái khẩu vị của người miền Nam cũng như là người miền Bắc. Nói chung là ai mà ăn hợp cá thì cá nhồng là một trong những cái món mà nó có thể chia sẻ với những người thân yêu, đặc biệt những người già mà có thể thích ăn cá khô nhưng mà cứng quá ăn không được thì cá nhồng là một giải pháp, bởi vì nó rất mềm, chiên lên thì nó thịt của nó giống như thịt cua, nó rất là thơm mà nó không có cái mùi, nó không nặng đó. Đặc biệt là cái sự ướp của chị Da Đen không quá mặn, chỉ cần ướp lên và thậm chí có thể ăn với lại nước mắm chua ngọt cũng được, hoặc là nước mắm mặn cũng được, tùy theo khẩu vị của mỗi người. Và bây giờ là đến khâu phơi cá. Thì nắng Phú Quốc như mọi người biết là nắng đảo, là phơi cái con cá gì cũng sẽ ngon, đặc biệt là cá nhồng. Bởi vì chúng tôi đã có thẩm định qua rất là nhiều những cái con cá và thấy cá nhồng là một trong những con cá mà có thể chia sẻ lại với những người yêu thích ẩm thực, đặc biệt là mấy anh bạn mà hay thích ngồi nhậu lai rai. Thì cá nhồng này là một trong những cái món có thể uống với lại bia lạnh là rất tuyệt vời. Đó, nắng Phú Quốc là nắng rất là gọi là nắng đúng để phơi cá, phơi tôm khô luôn á. Đó, đây là cái vàng chanh dây, trong lúc chanh dây chưa kịp lên thì dành sẽ chế làm cái vàng phơi cá. Đó, và bây giờ với cái số lượng cá làm 10 kg giao đi thì không có cái đủ cái chỗ để phơi, cho nên thành ra là mình phải đi chế những cái đồ vật dụng xung quanh nhà, cái gì có thể chế được thì mình tự làm đó. Bắt dì rút vô có cái lưới chống mũi hay là cái gì đó nó cũng cứng, bắt đầu mình sẽ bắt dì rút vô đó, cái này cũng phơi được mớ. Trong lúc mình phơi thì cái con nếp này nè, cái con này là nó quậy lắm, sơ hở là nó ăn trộm cá. Nói vậy thôi chứ giờ nó cũng lớn rồi, nó khôn rồi, chỉ cần nói nó một cái là nó im liền, giờ nó ngoan lắm. Đó, nhìn thấy nắng thôi là cũng thấy con cá khô nó ngon. Khi mà nó nắng lên là bắt đầu là cái nước ở trên mặt của cái con cá nó ráo đi, bắt đầu là cái gia vị nó thấm vô. Đặc biệt là không có ướp bột ngọt, bột ngủng gì nha, chỉ có là một chút muối dầm dầm với lại ớt với lại ít nhẹ đường thôi. Đó, bây giờ là chúng tôi bắt đầu chiên lên. À, có con cá khô đù thì cũng kèm theo thôi. Đó, cái này thì cũng rau muống tàu nhà chồng luôn, ngò gai nêm nếm vô đó, ăn đơn giản vậy thôi. Cảm ơn mọi người, và ai cần ship thì cứ alo nha.